chưa? Các thể loại bánh kẹo luôn. Không phải kiến không đòi mua. Đừng có lao. Kia kìa. Là mua gì vậy? Cái đó là con xem đầy. Cái gì? Nói luôn. Nói kẹo đây. Nói kẹo đây. Xóa tóc cho cố vô, kêu. Bây giờ cái gì mua cái này hay sao? Chỉ chọn một thôi. Ba đứa chỉ chơi một cái thôi, không mua nhiều vậy được, mở ra đường rồi dính góc nhà. Con không mua này, ăn kem, vào đưa ăn kem mà ăn kem kẹo bông gòn. Hà Mi ăn gì con? Con nói với người ta đi. We need cash. Okay. Ngon không hả Mỹ? What? 22-11. 22-11? Yes. Yo, yes. Mẹ nó thu tiền mặt, nó không cho trả thẻ. Cái máy trả thẻ nó bị hư. Nó thanh kìm. Vừa gọi cho mẹ sao. Oh my god, mix kem. Trời ơi, con không có ghế à Kiến. Đây trèo lên tự dưng thấy còn gì gì mẹ Hà kêu là Hà Mỹ đi sơ kẹt liên tục rồi, không muốn cho Hà Mỹ đi ngày mai vì sợ tốn tiền. Hà Mỹ đi gì thế nào? Con có tiền rồi, con có mỗi 5 đồng mà ở phone con mẹ thấy con có mỗi 5 đồng mà. Con có chu ăn được là 250 đồng á, 200 đồng á. Oh my god. Chị có cả đống tờ 5
do you want to play for me? I don't. I'm broke. Thế là Hà Mỹ sẽ bao Sara, đúng không? Accept me. Thế con lấy tiền đâu con đi? Con lấy đi, lấy tiền đâu đi? Hay mẹ cho con vay rồi về con đưa một $100 ở nhà cho mẹ. Bây giờ chị Hà Mỹ có 200 đồng. Chị Hà Mỹ sẽ bao Sarah. Con kêu là con không cần chị bao, con lấy tiền đâu cho con đi? Cái gì? Con đang nói gì? Hôm trước á? Hôm trước mày trả tiền? Hôm trước mày trả tiền cho con với cả chị Hà Mỹ rồi. Hey Mark, giờ mày hết tiền rồi. You know my dad works as a maybe tomorrow. No. Con mẹ ở đây với chị. Là sao? Đúng là con mẹ ở nhà chị. Ngày mai không đi chơi nữa đúng không? Nhưng mà con muốn đi chơi với chị. Muốn đi chơi với chị á? Giờ mẹ hết tiền rồi làm sao? Có ăn nhiều đường này bị hai bờ. Ăn thêm miếng đi không sao? Đấy mẹ nói là hai đứa mua chung một hộp không nghe. Ơ, Sarah ít tuổi hơn Kiến à? À Circus. This right now. What? How old are you? How old are you? Thế tối nay về ngủ nha. Sáng mai dậy là phải gọi mẹ dậy luôn. Gọi mẹ dậy để mẹ nấu ăn sáng cho bọn con xong. Xong chúng mình đi chơi sớm thì chúng mình mới chơi được lâu, ok? Đi chơi circus. Gì? Vì sao? Thì bây giờ mẹ cho con vay, về con trả vừa $100 ở nhà cho mẹ. Thì vay 50 đồng. Con muốn đi bộ tiếp ở đây, rất là nhiều chỗ đẹp, mình đi tiếp không? Vừa đi vừa ăn thôi. Em muốn đi tiếp. Chúng nó đang bàn là mai đi xe kẹt. Bây chị Hà Mỹ là tiền bao Sarah, còn Kiến không có tiền nên là Kiến đang vay lãi của mẹ. Hà Mỹ làm gì có tiền mà bao sao là tiền ở đâu mà bao sao là anh không hàng mà đi con có bao tiền con có chung hơn tiền con có chung hơn để xong tỉnh đâu. Wow, thế là bao sao là luôn. When I got 715 or something, my mom was like, let me take that, take care for you for your college. I'm like, mom, can I have my money? She's like, no. Bây giờ đi một tí nữa không hay là muốn đi về luôn? Mẹ con bảo con muốn đi bộ ở đây không? Mẹ hơn mà con muốn đi về. Thank you. I don't want to bother. Thì nay cũng chắc chắn có thể đi ngoài. Mẹ xem mà thái độ tối nay có ôm mẹ ngủ không đã? Nhưng mà con ngủ với mẹ nhiều ngày quá không ngủ. I lost my In-N-Out hat. Cái gì không muốn? Muốn đi chơi mà không muốn ngủ với mẹ. Muốn em có muốn đi bộ chung mình ở đây không? Không. Đấy à? Đi về đúng không? Tối nay con ngủ với ai? Để đây vào trong ba lô cho em nha. Tối nay con ngủ với mẹ. Đi con ơi, nhanh lên. Đói rồi, mẹ cần phải ăn. Hả? Đây đường đi qua những tòa nhà mà máy đánh bài khắp muôn nơi. Bọn Las Vegas ghê thật đấy các bạn.
từ tòa nhà này sang tòa nhà kia. Người ta đi bộ, người ta đi bộ đi chơi trong tòa nhà mà toàn máy đánh bài để gọi là kích thích cái lòng cờ bạc. Nhưng mà tôi không bao giờ đánh bài mấy bạn ơi. Vào đi toilet mà. Đi vào đây tự động đi toilet. Toilet không con? Restroom. Đó. Mấy trai mấy gái đánh bài không? Tôi là không bao đánh bài nha. Rio. Nóng vậy con có buộc tóc không Kiến? Cái gì? Mồ hôi à? No no. You're tired now? I'm no tired. Nhưng mà không hề mát từ gió sa mạc. Gió không hề mát nha mọi người. Thank you các bạn, thank you, no welcome. Yeah. No welcome. Oh man ơi, hóa ra cửa hàng này là xếp hàng má ơi. You say my year, I'm my old year. Very hot, yeah. Bên này con ơi. Wow. Vẫn là kẹo. Wow. Ba đứng đây, cho mẹ chụp hình. Ba đứng đây cho mẹ chụp hình. Đứng đây cười cười xinh à, cười xinh. Mua gì mochi đâu? Mochi là cái nào? Bọn con chỉ được mua chung một gói thôi. Bọn con vừa mua cái đống kẹo kia rồi lại kẹo nữa. Bao nhiêu? 23 đồng không? 24. 25 đồng. Ketiso 99 là 25 đồng. Mm.
man, Coca-Cola. Oh my god. Hey, look at this. Trẻ con mà nó vào chỗ này là chết luôn các bạn mọi người. Phone. Múa gì vậy trời? Cái gì con? À, có kẹo rồi. Nhà con phải đến chục cái gối rồi đấy. Các con, mẹ sợ các con luôn đấy. Cái này bán khắp một nơi mới mà. Đấy, 7 đồng, vậy mua 7 đồng, đấy 7 đồng. Giống như bà Tám đi chọn đồ để mặc cả. Nói chung là chúng nó cái gì cũng muốn mua nha. Nhưng mà chúng nó chỉ được phép mua một thứ, mỗi đứa một thứ thôi. This one.
cái gì? Đưa mày chụp hình nhá. Sao không bôi kem chống nắng hay sao mặt nó đỏ lên này? Dạ không, ý là con bôi nhiều quá mắt con bị đỏ. Hôm mai có bôi nữa không? Mẹ ơi mà, 7 đồng là nhiêu tiền mà? 7 đồng mẹ nghĩ là tầm 180. Này là 6 đồng rồi, nhưng mà thêm thuế nữa là 7 đồng. Thấy các bà nhỏ tính tiền ghê không? Cân đong đo đếm cũng ghê chứ bộ. Let's go. You have to go to the car to share the location.